với con người, cái hạnh phúc và an định nhất là tìm thấy một chân lý để vươn tới. Chân lý như con đường, như tấm bản đồ giúp người ta tự tin, tự kiểm soát được mình đang làm gì, đang ở đâu mà chẳng phải hoang mang, sợ lạc lối. Ai đó có thể cả đời thờ chữ nhẫn, chữ đức, có người lại thích chữ tính. Nhưng để đi đến tận cùng triết lý của những cái đạo ấy, trong một cuộc sống muôn màu và chuyển động không ngừng, dường như là điều không hề đơn giản. Câu chuyện mà chúng tôi nhắc tới sau đây cũng về một sự chinh phục không đơn giản như thế, mà cái đích hướng đến đó là chữ tâm. Chữ tâm theo họ từ khi còn tay trắng đến lúc tìm ra lối đi. Chữ tâm biến thành tấm áo choàng giả chiến, chinh phục mọi gian nan, và vào những thời điểm đủ để nhìn lại và rút ra một bài học, thì chữ tâm là nền tảng cho những quyết tâm chinh phục đỉnh cao của họ. Chữ tâm gắn chặt trong mọi góc độ để nhận diện về họ. Họ vẫn gọi đó là một ngôi nhà. Một ngôi nhà lớn được kiến tạo nên bởi những giọt mồ hôi, tâm huyết và trí tuệ. Họ là tập thể có nền văn hóa đa dạng. Họ khác nhau về nơi sinh, tiếng nói, nhưng họ cùng một chí hướng, vì vậy mà coi nhau như anh em. Ngôi nhà chung ấy đồng nghĩa với tên tuổi MGC Group ngày hôm nay. Khởi nghiệp vào tháng 4 năm 2000, dưới sự chỉ đạo và dẫn dắt của Captain Minh, trụ sở chính của MGC Group được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh với 5 chi nhánh chiến lược là Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang và Vũng Tàu. Ngay từ những ngày đầu thành lập, thời điểm mà ngành giao nhận vận chuyển mới chỉ được hình thành tại Việt Nam, MGC Group đã phải đối mặt với những khó khăn tưởng chừng như không thể. Nhưng dường như khó khăn bao nhiêu, vững vàng bấy nhiêu bằng hai chữ tâm quyết. Một tập thể vững mạnh đã đưa MGC Group chuyển mình tăng tốc. Thành công bao giờ cũng phải trải qua những khúc ngoặt. Ở đó là sự hiểu biết, tự tin, quyết đoán, dám chấp nhận. Ở đó có cả những khát khao cháy bỏng, thêm một chút táo bạo, liều lĩnh. Một trong những khúc ngoặt quan trọng của MGC Group là năm 2009. MGC Group đã đặt những dấu ấn đầu tiên của mình tại Quy Nhơn, một thị trường mới mẻ và đầy thách thức. Ngày 24 tháng 2 năm 2009, MGC chi nhánh Quy Nhơn chính thức thành lập, đánh dấu một mốc son quan trọng để thực hiện hoài bão vươn xa của mình. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, bóng đen của cuộc đại suy thoái kinh tế đã bao trùm cả thế giới. Chi phí không ngừng gia tăng. Thêm vào đó là các hoạt động cạnh tranh diễn ra vô cùng khốc liệt. Một thách thức thật sự lớn đang thử sức MGC. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, chữ tâm một lần nữa thể hiện mạnh mẽ trong phương hướng kinh doanh của MGC Group. Với những nỗ lực không ngừng, MGC Group đã đưa ra những gói dịch vụ chất lượng, giá thành hợp lý để chia sẻ bớt phần nào khó khăn của khách hàng. Điều này khiến MGC nhanh chóng có được niềm tin, sự thương yêu của khách hàng. Với các gói dịch vụ và phương tiện như dịch vụ gom hàng lẻ LCL, dịch vụ giao nhận vận chuyển nội địa và quốc tế bằng các phương tiện vận tải đa phương thức như hàng hải, hàng không, đường bộ, đại lý cho các hãng giao nhận vận chuyển quốc tế, đại lý hàng hải cho các hãng tàu biển, hãng hàng không trong nước và quốc tế. Các gói dịch vụ này không phải là dịch vụ độc nhất, mà đó là những dịch vụ chất lượng nhất, tâm huyết nhất. Với quy trình làm việc trách nhiệm, uy tín, MGC cam kết mang đến những gói dịch vụ theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Một trong những điều ấn tượng ở MGC là nét độc đáo trong văn hóa công sở, đó là sự kết hợp hài hòa giữa nét châu Âu văn minh và nét châu Á thân thiện. Nhân viên MGC từ bao năm qua vẫn thường tự hào về môi trường đoàn kết, chuyên nghiệp, sáng tạo và năng động. Suy nghĩ theo cách toàn cầu, song hành động theo những khuôn mẫu địa phương, MGC đang chứng tỏ rằng chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
chưa bao giờ từng dừng lại để đắn đo hay e thẹn, chỉ âm thầm nỗ lực tự mình chiến thắng chính bản thân mình. Để rồi hôm nay chúng ta có thể tự hào mà khẳng định rằng MGC Group đang trưởng thành và phát triển. Những khó khăn, thử thách, đối thủ vẫn còn đang chờ ở phía trước. Nhưng với quan niệm có cái tâm sẽ có cái tầm, MGC Group chúng tôi sẽ không dừng lại mà sẽ tự tin tiến những bước dài và xa hơn nữa. Trong cuộc hành trình 15 năm đã qua và còn tiếp tục, chúng tôi luôn muốn đồng hành cùng các bạn, các khách hàng, các cán bộ nhân viên MGC Group, những người đã và đang ủng hộ chúng tôi trong suốt chặng đường 15 năm qua. MGC Group cảm ơn bạn.